Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc. Và tối hôm nay thì Trinh xin mời quý vị cùng đến với truyện ngắn Cây đòn gánh của tác giả Chu Sa Lan. Câu chuyện kể về một mối tình thuần khiết, mộc mạc và rất đẹp của chàng trai có tên Tư Mạnh và cô gái bán rau. Đầu năm 1867, tiếng súng của giặc Vú lan xa, đổ rền sáu tỉnh của miền Nam, trong đó có Bến Tre, lúc bấy giờ chưa thành tỉnh mà còn thống thuộc vào tỉnh Vĩnh Long. Binh lực của triều đình Huế không cản nổi bước chân của kẻ xâm lăng. Dù có tinh thần yêu nước cao độ, dù can trường và anh dũng, nhưng với gươm giáo thô sơ, lính của triều Nguyễn cũng phải lùi trước tàu chiến và súng ống tối tân của lũ Bạch Quỷ. Tới tháng 6 thì toàn vùng Bến Tre lọt vào tay giặc. Dân chúng bồng bế nhau chạy giặc, máu chảy khắp nơi, hãm hiếp, giết chóc xảy ra như cơm bữa. Tiếng kêu khóc và than oán của dân lành vọng thấu trời xanh. Hưởng ứng lời kêu gọi của ba vị anh hùng Phan Tôn, Phan Liêm và Phan Ngữ, trai tráng trong vùng Bến Tre bỏ ruộng nương, thôi cày cấy, cầm vũ khí đầu quân dưới trướng của ba vị anh hùng họ Phan. Tuy nhiên giáo mác và gậy gộc cuối cùng rồi cũng phải tan rã trước văn minh cơ khí của Tây Phương. Cuộc khởi nghĩa của ba con trai nhà họ Phan bị dập tắt sau 3 năm. Giặc Pháp đã áp dụng những hình phạt nặng nề cho bất cứ ai chống lại chúng. Ngày ngày đều có kẻ bị đem ra pháp trường chém đầu, gục thất chật ních tù nhân nam nữ. Họ là con dân của nước Việt, không muốn gót giày của kẻ xâm lăng chà đạp lên đất nước thân yêu, nên coi thường chuyện sinh tử, tham gia cuộc khởi nghĩa ở lục tỉnh. Người nào may mắn thoát khỏi cuộc truy lùng của lính kính Pháp và bọn chó săn người Việt, thời lo trốn tránh và lưu lạc khắp nơi để chờ đợi thời cơ. Con đường đất từ làng Lương Hòa đi về Lương Quế vắng tanh, không có ai lai vãng vì đã xế chiều. Vào thời buổi loạn lạc nên ít có người dám đi lại khi ngày sắp hết vì sợ trộm cướp chặn đường. Nếu bạn hàng buôn cánh bán bưng thì họ cũng đi thành đoàn trong đảo và có lính làng hộ tống. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một thanh niên. Có lẽ anh ta từ bên khu rừng trăm bầu rậm rạp chui ra. Anh ta trông còn trẻ lắm, tuổi ước ngoài 20, mặc bộ quần áo bằng vải màu đen và đi chân trần, đi một mình trên hương lộ vắng vẻ. Song anh ta lại không tỏ vẻ gì lo sợ, bước chân thong thả, miệng hát nghêu ngao. Anh ta ngắm nhìn phong cảnh hoang sơ và tiêu điều của vùng đất một năm trước nổi tiếng trù phú và đông dân cư. Bề ngoài có thái độ bình thản, song nếu chú ý, người ta mới thấy nét khẩn trương hiện lên trên nét mặt rắn rỏi và cương nghị của thanh niên. Dù chân bước nhanh, miệng hát nghiêu ngao, nhưng anh ta vẫn liếc chừng ra sau lưng của mình như sợ có người theo dõi sau lưng. Khi mặt trời chênh chết ngọn cây, anh ta tới ngay cây cầu ván cũ kỹ, bắt ngang con rạch nhỏ. Nó là đường ranh giới thiên nhiên, phân chia hai làng Lương Hòa và Lương Quế. Đi hết cây cầu ván, thấy con đường mòn bên tay phải, thanh niên lẩm bẩm. Tía dặn qua cầu, quẹo phải chừng 10 bước á, thì tới nhà chị Hai Bông. Vậy chắc là đúng rồi. Dứt lời y đảo mắt một vòng xem có ai không, rồi mới chịu rẽ vào đường mòn, chạy song song với con rạch. Chắc ít có người lui tới nên cỏ lằn khắp nơi, cóc kẹn, ô rô, sậy, chạy, điên điển và đủ thứ dây leo hay cỏ dại mọc tùm bên bờ rạch. Vài cây trăm bầu lơ thơ vươn lên trời cao. Thanh niên vừa đi vừa nhìn quanh quất. Ở vào thời buổi này, ngoài chuyện đầu tắt mặt tối lo kiếm ăn, cư dân còn phải đối chọi với thú dữ như cọp, cá sấu và rắn. Cọp đi lền khên trong rừng, cá sấu lội đầy dưới sông rạch, còn rắn thì khỏi nói, nhiều hơn bất cứ loại hoang thú nào. Mà rắn độc cắn thì từ chết tới bại liệt. Hổ đất, hổ ngựa, hổ mây, mai gặm, con nào con nấy dài 3-4 thước. Trên cây thì có rắn lục cườm, mổ một cái là sùi bọt mép liền.
Bởi vậy mà dân ở đây đi ra đều phải đề phòng, không gậy gộc thì cũng phải có giáo mát hoặc cung tên. Dù vậy, thỉnh thoảng cũng có người bị cọp vụ, sấu nít hay rắn độc cắn sùi bọt mép. Đi gần hết con đường mòn, thanh niên tỏ vẻ vui mừng khi thấy ngôi nhà lá hiện ra trong khóm cây xanh Đi tới gần hơn, anh ta nghe tiếng chó sủa gầu gầu, rồi con chó cỏ khá lớn hiện ra. Tiếng bước chân vang lên và bóng người đàn ông xuất hiện. Tay anh ta thủ cây mát dài nhọn. Anh là ai? Người đàn ông chắc là chủ nhà lên tiếng hỏi thanh niên. Liếc chần cây mát, mũi nhọn hoắt trong tay chủ nhà, thanh niên lên tiếng. Dạ, tôi là Tư Mạnh, còn con Sáu Sanh. Sáu Sanh nào? Phải chú Sáu Sanh ở bên chợ Lách. Chủ nhà hỏi thanh niên. Thanh niên tự xưng tên Tư Mạnh cười trả lời. Dạ đúng đó anh. Anh có phải là anh Năm Thiệt, chồng của chị Hai Bông không? Chủ nhà gật đầu thay cho câu trả lời. Giọng của anh ta có chút gì thân tình hơn trước. Mời chú Tư vào nhà chơi. Năm Thiệt quay lưng đi trước. Vừa đi anh ta vừa cười nói. Chú Tư mày lớn đại. Hồi tôi còn ở bên mỏ cày á, thì chú mới bằng này. Năm Thiệt đưa tay ra làm dấu ngang bụng của mình. Tư Mạnh cười nhỏ. Anh Năm được mấy cháu rồi? Năm. Vợ tôi bảo con là Phước, nên năm nào bà cũng đứa thôi nôi, đứa lôi đầy tháng. Ủa, mà chú có vợ con gì chưa? Chưa anh. Chú năm nay bao nhiêu rồi? Dạ 23. 23 mà chữa vợ thì hơi ngộ, chắc tại chú kén. Tư Mạnh cười hì hì. Tôi không kén, mà mấy cô gái kén tôi anh à. Với lại tôi thích đi đây đi đó, nên chưa tính chuyện vợ con. Nam thì gật đầu. Hai người vào tới sân, mấy đứa nhỏ chạy ùa ra. Thấy người lạ, tụi nó thò lỏ mắt nhìn. Tụi con chào chú Tư đi. Năm Thiệt nói và mấy đứa nhỏ khoanh tay cúi đầu chào, thật lễ phép. Má ơi, có khách tới thăm nè. Bước tới ngạch cửa, Năm Thiệt nói vọng vào trong bếp, nơi vợ anh ta đang nấu cơm chiều. Ai vậy? Tôi đâu có quen ai. Tư Mạnh thấy một người đàn bà từ trong bếp bước ra. Bà ta mặc bộ bà ba đen, đi chân đất, bới tóc đang lúi húi nơi bếp. Dạ, chào chị hai. Em là Tư Mạnh, con công Sáu Sanh ở chợ Lách. Mèn đét ơi, thằng Tư hả? Mới đó mà lớn đại rồi ha. Đi chợ mà gặp em á, chắc chị nhìn không ra. Bông, vợ của Năm Thiệt vui vẻ nói chuyện với Tư Mạnh. Mặt trời vừa khuất ngọn cây, cả nhà ngồi vào bộ ván ăn cơm. Trong lúc ăn, Bông hỏi han đủ thứ. Xa quê 9-10 năm, bây giờ gặp lại Tư Mạnh, người cùng làng, nên Bông vui vẻ, trò chuyện với người bà con bên chồng của mình. Đang ăn uống, Năm Thiệt chợt buông đũa, giáo giác nhìn khi nghe có tiếng nổi lên. Tư Mạnh nhíu mày hỏi. Bộ dụng này có cọp hả anh Năm? Liếc nhanh vợ đang vừa ăn vừa đút cơm cho thằng con út, Năm Thiệt ngập ngừng giây lát mới trả lời. Dụng lương quế ít khi có cọp. Cách đây mấy tháng tự nhiên lại con 30 xuất hiện. Chắc nó từ Miệt Ba Châu hoặc Nhị Phong Lạc lên đây. Ông bắt heo, trâu và người ta nữa. Chị Năm của chú thiếu chút nữa bị ổng cổng đi mất tiêu. Nghe Năm Thiệt kể, Tư Mạnh quay qua thấy Bông mặt mày xanh mét như vẫn còn sợ bị cọp vụ. Chị đi đâu mà bị cọp vụ? Tư Mạnh hỏi và Bông trả lời bằng giọng lo sợ. Đi chợ. Tôi đem rau cải ra chợ bán. Chịu trở về, đi gần tới cây cầu gián. Tôi thấy cái gián của ổng ở xa xa ngồi chờ. Tôi biết không, chị sợ quá, muốn đái trong quần luôn á. Mày lúc đó có mấy ông lính tới, họ đánh trống, phèn la, rùm trời, làm chống chảy mất. Năm Thiệt xen vào câu chuyện của vợ. Từ đó mỗi lần bà đem đồ hàng Bông ra chợ bán á, là tôi phải đi theo. Tụi này ở hơi trẻo với mọi người. Tư Mạnh gật đầu, đặt cái chén xuống, anh cười hỏi Năm Thiệt. Anh Năm có giỏ hả? Năm Thiệt cười hà hà. Hồi còn nhỏ, tôi cũng có học chút đỉnh, nhưng mà đánh cọp á, thì tôi không ham rồi. Chú Tư mày biết giỏ không? Tư Mạnh cười cười chưa trả lời. Bông đã lên tiếng nói với chồng. Ba sắp nhỏ hỏi kỳ quá à. Chú Sáu là thầy dạy võ mà. Em Tư không biết võ thì còn ai biết nữa. Quay nhìn vợ và thấy vợ cũng đang nhìn mình rồi gật đầu. Năm Thiệt cười lên tiếng. Không giấu gì chú, nhà tôi neo người quá.
Tôi thì làm ruộng nên không thể theo bà ra chợ được. Vậy tôi nhờ chú. Hiểu ý của Nam Thiệt, Tư Mạnh cười vui vẻ. Làm ruộng thì tôi không rành, riêng cái vụ hộ tống chị với mấy đứa nhỏ ra chợ thì tôi làm được. Quay sang Bông, anh cười tiếp. Chừng nào đi hả chị? Đang đút cơm cho con, Bông cười trả lời câu hỏi của Mạnh. Sáng mai, cứ cách bữa là tôi gánh rau rải ra chợ bán tới xế chiều mới về. Ba đứa nhỏ đi với tôi, còn hai đứa lớn theo ba nó làm ruộng. Từ nhà mình ra tới đường, thời còn hơi vắng vẻ, nhưng tới đường cái thì có thêm vài chị em. Cơm nước xong xuôi, Nam Thiệt và Tư Mạnh ra sân hút thuốc, coi chừng mấy đứa nhỏ chơi đùa với nhau. Khi trời vừa sụp tối, cả gia đình rút vào nhà vì ở ngoài vừa bị muỗi cắn, lại thêm sợ cọp rình bắt. Nhà của họ ở cách xa những ngôi nhà khác, thành ra nếu có chuyện gì xảy ra, láng giềng không hay biết gì hết. Tờ mờ sáng, Tư Mạnh thức dậy vừa đúng lúc Bông dọn cơm lên bàn. Nam Thiệt với hai đứa con lớn, một trai và một gái, phải lo ăn cho no trước khi ra đồng làm ruộng. Tư Mạnh với ba đứa con nhỏ cũng ăn uống dặn bụng. Xong xuôi, lưng cõng thằng Biết, đứa con trai út của Nam Thiệt, tay trái dắt thằng Hết lên ba, anh hộ tống Bông, tay nắm đứa con gái, còn vai quẩy gánh rau cải ra chợ. Vì trời mờ mờ tối, Tư Mạnh phải cầm đuốc đi trước để soi đường, lỡ có rắn hay cọp thì anh lãnh phần chống đỡ. Năm người gồm hai người lớn và ba đứa con nít im lặng đi, phần vì lo sợ, phần vì buồn ngủ. Tư Mạnh hơi vững bụng khi thấy trời bắt đầu sáng và con đường làng hiện ra mờ mờ trong sương sớm. Mình chờ một chút chú Tư, mấy chị bạn hàng với tôi tới rồi, mình xuống chợ một lượt với họ. Cổng thằng Biết đang ngủ khò trên lưng. Tư Mạnh đứng nhìn con đường làng chạy hun hút giữa rừng cây rậm rạp, đang từ từ đổi ra màu xanh khi ánh bình minh bắt đầu ló lên. Có tiếng cười nói văng vẳng, rồi một toán đàn bà con gái hiện ra. Bông tươi cười chào hỏi mấy người quen của mình. Ai vậy chị Năm? Một cô gái trong bọn thọ thẻ hỏi Bông, liếc Tư Mạnh đang đứng ngó trời ngó đất. Bông cười trả lời. Chú ấy tên Mạnh, em bà con với chị, để chị kêu Mạnh lại đây gặp em. Liếc nhanh cô gái, Bông nói lớn. Chú Tư, lại đây chị nói cái này hay lắm. Nghe Bông kêu, Tư Mạnh chậm chạp đi tới. Anh ta có dáng rụt rè. Khi đi tới gần đám đàn bà và con gái đang chiếu tướng mình, Bông lần lượt giới thiệu Tư Mạnh cho mấy người đàn bà lớn tuổi. Tới phiên cô gái, chị ta cười nói. Cô này tên Nhu, em nuôi của chị đó chú Tư. Mạnh cười gật đầu chào Nhu, xong cười nói với Bông. Mình đi chưa chị? Sáng rồi. Toán người vừa đi vừa cười nói ồn ào. Riêng Nhu và Mạnh làm thinh đi cạnh nhau. Thỉnh thoảng hai người mới liếc nhau rồi mỉm cười quay đi chỗ khác. Một bên trai mới lớn, một bên gái chưa chồng, gặp nhau lần đầu mà coi bộ đã hạp nhãn với nhau. Nói theo cụ Nguyễn Du thì tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tuy nhiên vì phong tục tập quán khắt khe và gia giáo nghiêm ngặt nên họ lâu lâu liếc nhau rồi quay mặt đi chỗ khác. Riêng Tư Mạnh thầm tính, sau khi quen biết với Du thời gian để tìm hiểu tính tình xong, sẽ nhờ hai vợ chồng Năm Thiệt đứng ra nói chuyện với ba má của Du để hai người được tự do hơn. Anh Tư quê đâu vậy anh Tư? Du thỏ thẻ, liếc nhanh Bông đang quẩy gánh đi phía trước. Tư Mạnh trả lời. Tôi ở chợ Lách, cô Nhu ở đâu vậy? Dạ em ở xóm trên. Quay đầu lại, Nhu đưa tay chỉ. Qua khỏi cầu dáng một đổi là tới nhà em. Tư Mạnh cũng quay đầu lại nhìn thấy khóm nhà thấp thoáng trong chòm cây xanh. Bữa nào rảnh, anh Tư lên nhà em chơi. Nhu nói lời đẩy đưa, Tư Mạnh cười. Tôi sợ ba má của Nhu. Nhu cười chưa kịp nói gì, Tư Mạnh nói nhỏ, Nhu chỉ để cho cô gái mới quen nghe mà thôi. Gặp em anh chẳng dám chào, sợ ba má hỏi, thằng nào đó con. Nhu bật cười hắc hắc vì hai câu ca dao mà Tư Mạnh vừa nói lên. Liếc Tư Mạnh, cô ta nói trong tiếng cười. Anh Tư chắc họ hay lắm, hôm nào đang sáng em mời anh Tư lên họ cho tụi em nghe. Nghe tiếng Nhu cười vui vẻ đằng sau lưng của mình, Bông ngạc nhiên bèn quay lại hỏi.
Có gì vui mà em cười vậy Nhu? Vừa cánh Nhu vừa trả lời. Dạ, anh Tư ảnh hò cho em nghe hai câu mắc cười quá. Liếc nhanh Tư Mạnh đang cõng trên lưng thằng con trai út của mình, bồng tủm tỉm cười. Chà, chú Tư cũng biết hò nữa à? Đâu, chú hò dạy câu ca dao cho mọi người nghe coi. Tư Mạnh lắc đầu vì ngượng, song bị mọi người thúc giục, nhất là có Nhu năn nỉ, nên anh lên tiếng. À, tôi cũng biết chút chút, mà giọng cũng không tốt lắm, nên cô Nhu và các chị đừng có cười. Không có ai cười anh Tư đâu, anh Tư hò đi, rồi Nhu phụ cho. Được lời hứa của Nhu, Tư Mạnh tặng hắn tiếng, rồi cất giọng hò. Nhu nhận thấy Tư Mạnh có giọng hò ngọt liệm. Hò, ơ hò, khoan khoan buông áo em ra, để em đi chợ, kẻo hoa em tàn. Hoa tàn thì mặc hoa tàn, mấy thuở gặp nàng, nàng biểu buông ra. Tư Mạnh liếc nhanh cô gái đi bên cạnh, nhờ vậy anh thấy được làn da mặt rám nắng của Nhu hồng lên. Cô ta mắc cỡ vì câu hò tỏ tình của mình. Hường chí, anh tiếp liền câu nữa. Trai không vợ, như đăng không đó. Gái không chồng, như đó nọ không đăng. Đó không đăng, đó thành vô dụng. Đăng không đó, đăng cũng khó dùng. Anh xin em cho anh kết nghĩa đến cùng. Phòng khi mưa gió, bão bùng có đôi. Tới đây thời mặt mày của Nhu đỏ ao, nghe tiếng bông cười hắc hắc như chế nhạo. Nhu liếc Tư Mạnh rồi quậy cánh bước lên sóng đôi với bông đang đi trước, như muốn chọc ghẹo thêm Tư Mạnh, cất giọng hò cao vút. Hò, ơ hò, đó đi tu, đây xin ở sải, ăn dĩa tương chùa, trọn ngải cùng giao. Có tiếng cười hắc hắc của Nhu, bông và mấy người đàn bà khác. Hò, ơ hò, bến tre dựa ngọt sông dài, nơi chợ lương quế có kẹo nổi danh. Kẹo lương quế vừa thơm vừa béo, gái lương hòa vừa khéo vừa ngoan. Anh đây muốn hỏi thiệt nàng, là trai chợ lách cưới nàng được chăng? Mọi người đồng cười rộ lên. Bồng quay qua thì thầm với Nhu. Cô gái nghe xong gật đầu, cười cất giọng. Bình bồng khó lắm anh ơi, thân em như chiếc thuyền trôi giữa vời, đứng xa kêu bớ anh Tư, thương không anh nói thiệt, đừng hò ơ hò, anh đừng có hò để đưa. Nghe Nhu lên tiếng đối đáp với mình, Tư Mạnh mừng thầm, cao giọng trả lời. Thò tay mà bức cọng ngò, thương em đứt ruột, hò ơ hò, anh giả đò ngó lơ. Nghe xong hai câu đó, Nhu cười hắc hắc như có vẻ vui thích. Giọng hò của nàng cao vút lên trong buổi bình minh. Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong chảy lộn sông ngoài, thương người xa xứ, lạc loài tới đây. Tư Mạnh mỉm cười thích chí khi nghe câu hò cuối cùng. Nó tỏ cho anh biết là Nhu ít nhiều gì cũng có chút tình cảm với mình, và nàng dùng mấy câu ca dao để tỏ lộ. Trời sáng rõ, làm cho mọi người rảo bước đi nhanh. Lát sau, họ đã nghe tiếng cười nói ồn ào vang lên. Trên khoảnh đất trống bên cạnh con lộ đất, người người ngồi đứng, đi lại, cười nói, cãi vã ồn ào. Vì nằm ngay tại ngã ba, nên Lương Quế trở thành nơi tụ tập của các vùng lân cận như Lương Hòa, Châu Phú, Châu Thới, Thủ Ngữ và Bình Chánh nữa. Dân làng mang các thổ sản như tôm cá, rau cải, trái cây và đủ thứ linh tinh để bán và để mua những gì họ không có. Bông ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, lãnh phần giữ êm cho bông, song Tư Mạnh cũng tỏ ra tháo vát bằng cách bày từng loại rau cải ra những cái thúng hoặc cái rổ nhỏ riêng biệt. Cô Du có cần tôi phụ cái gì không? Thấy Du có một mình và đang loay hoay bày hàng ra, Tư Mạnh hỏi với sang, liếc nhanh bông, Du cười trả lời. À dạ, nếu anh không có gì làm giúp chị Bông, thời em nhờ anh Tư. Hiểu ý Nhu, Bông nói với Tư Mạnh. Chú Tư cứ để con Mận phụ tôi cũng được. Chú qua giúp Nhu đi, trời sáng rồi. Được Bông đồng ý, Tư Mạnh vui vẻ bước qua phụ Nhu, bày rau cải ra bán. Làm xong, thấy không có chuyện gì, anh đi vòng vòng bắt chuyện với mấy người đàn ông cũng làm nghề hộ tống mấy bà đi chợ, họp chợ như mình. Trong số những người này, có một ông già tên Ba Miễn,
nói rõ cho anh biết về vụ con cọp mới xuất hiện ở Lương Quế. Chú em cũng biết, dùng ba châu rừng rú nhiều lắm, vì vậy mà thú dữ cũng nhiều. Nhất là châu Bình thì cọp nhiều hơn các miệt khác. Tôi nghe bà con ở miệt đó nói, cọp dám chận đường người ta hoặc vô tận nhà bắt trâu bò, heo khi nó đói kiếm mồi hổng ra. Con cọp này chắc ở dưới châu Bình mò lên đây kiếm ăn. Bác bà có gặp nó lần nào chưa bác bà? Bác bà Miễn trợn mắt nhìn Tư Mạnh lom lom. Chú hỏi kỵ chú, gặp ổng á thì tôi đâu có ngồi đây chú. Tư Mạnh cười hì hì vì biết mình lỡ lời. Ý của tôi á là bác có thấy ổng chưa? Tôi á thì tôi chưa thấy, mà thằng con của tôi nó gặp rồi. Nó nói ổng bự lắm, cỡ con trâu nghé lận. Tư Mạnh chắc lưỡi. Chà, như vậy là bự lắm, chắc nặng hơn bao chỉ xanh hả bác ba? Hớp ngụm nước trà, bác ba Miễn gật đầu. Ổng mà cỡ con nghé, thời ổng cõng mình chạy bon bon. Tư Mạnh gật gật đầu làm thinh vì bận dòm những thằng Hết và thằng Biết đang chơi với mấy đứa bạn cùng lứa. Thấy có người quẩy gánh đi về, anh vội vàng dắt hai đứa cháu đi tới chỗ của Bông đang ngồi bán. Mình về hả chị? Hơi ngần ngừ chưa chịu trả lời câu hỏi của Tư Mạnh, Bông quay qua Nhu. Em còn nhiều không Nhu? Dạ cũng còn chút đỉnh. Liếc nhìn mặt trời, Bông cười nói. Còn sớm, bữa nay có chú Tư đi theo, vậy chị em mình chờ bán hết rồi về nghe Nhu. Dạ, nhưng mà về một mình em sợ lắm chị ơi. Liếc mắt ra hiệu cho Nhu, Bông cười nói lớn. Em để chị tính cho. Chú Tư đưa chị và mấy đứa nhỏ về nhà, xong rồi chú Tư sẽ đưa em về tận nhà, em chịu không? Cười lỏng lẻn, Nhu liếc nhanh Tư Mạnh rồi cười nói với Bông. Dạ, chỉ sợ cực anh Tư. Đã nghe hết cuộc đối đáp giữa Bông và Nhu nên Tư Mạnh xen vào. À cực đâu mà cực, tôi ở không tối ngày nên được cô Nhu về có sao đâu, mà phải trả công cho tôi à nghen. Dạ, em cảm ơn anh Tư. Anh lên nhà em cho biết, rồi mai mốt nhằm rằm tháng 7 tụi này mời anh lên chơi. Ngồi tới 3 giờ chiều đợi cho Nhu bán hết rau cải xong, Bông mới chịu đi về. Lưng đèo thằng Biết, tay nắm thằng Hết, Tư Mạnh đi trước mở đường. Lúc ban sáng nói chuyện với bác ba Miễn về chuyện con cọp xuất hiện ở vùng Lương Quế, Tư Mạnh cũng hơi ớn vì dù có mấy miếng vỏ phòng thân, anh cũng ngại đụng chạm với ông ba Mười. Huống chi anh còn phải lo bảo vệ 3 đứa con nít và 2 người đàn bà. Vừa đi, Tư Mạnh vừa ngó giáo giác như đánh hơi được nguy hiểm. Thay bộ tịch của Tư Mạnh, Bông lên tiếng hỏi. Cái gì vậy chú Tư? Bộ chú biết ổng? Nói tới đó, Bông nín luôn như không muốn nhắc tới cái tên ông ba Mười. Cọp hả chị Bông? Nhu hỏi nhỏ, giọng của cô ta đầy lo âu và sợ sệt. Tư Mạnh lên tiếng trấn an. Chị Nam và cô Nhu đừng có lo, bây giờ còn 3 ngày mà. Ông có ra chận mình á thì cũng phải đợi đến chiều lận, còn có tôi đây mà. Chú nói vậy tôi đỡ lo. Thôi mình đi lẹ lên, em Nhu còn về, nhà xa lắm. Chừng lát sau họ tới cây cầu, mọi người đều mừng rỡ, biết gần tới nhà của mình. Bông quẩy gánh, quẹo vào lỗ đất, chạy dọc theo con rạch đầy nước. Ô rô cốc kèn, mọc tùm, xen lẫn với chạy và nhãn lồng bò đầy khắp mặt. Chị Năm coi chừng rắn hổ mây nằm trên cây, nó mổ một cái á là xù bọt mép với trào đơm liền. Bông hơi lùi lại khi nghe Tư Mạnh nhắc tới tên rắn hổ mây. Cách đây hơn năm, chị đã thấy chú Ba Tỉnh nằm chết ở bìa vườn vì bị rắn hổ mây cắn mà không có ai hay biết gì hết. Loại rắn này da màu xanh, tiệp với lá cây, lại nằm sát đường đi, thành ra khó mà thấy nó. Hễ nghe tiếng người đi, nó nhào ra mổ liền, nọc của nó độc tới độ không có thuốc chữa. Vậy chú Tư đi trước đi. Ngừng lại, Bông nói với Tư Mạnh đang ở sau lưng mình. Cười hì hì, Tư Mạnh đi trước. Lát sau, nhà của Nam Thiệt hiện ra sau chùm cây xanh tùm. Thấy chồng ra đón, Bông cười nói với Nhu. Em về ngang, để chú Tư đưa em về tận nhà. Chào Nam Thiệt xong, Nhu theo Tư Mạnh trở ra đường lớn. Vì đường mòn hẹp, lại thêm cỏ dại mọc lan ra, nên hai người không đi song song với nhau được. Thành ra Nhu phải quẩy gánh đi trước để Tư Mạnh đi sau. Vừa đi, anh ta vừa nhìn sau lưng của Nhu mà tâm trí để tận đâu đâu. Ngay lúc này, anh không còn để ý tới bất cứ thứ gì.
ngay cả cọp chặn đường hoặc rắn cắn. Có gì đáng nhìn và đáng quan tâm hơn ngắm đằng sau lưng của một cô con gái chưa có chồng dư nhu? Vốn quen và làm việc đi đứng nhiều nên Nhu có một thân hình hỏng có dư mỡ và thừa trọng lượng, đôi giò chắc và thon gọn, cái lưng ông mềm mại, mái tóc huyền. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó gộp lại cũng chưa bằng một góc cái mông tròn lẳng, y chang như cây mộng dừa đang chuyển động theo từng bước đi. Nhìn phía sau lưng của Nhu, Tư Mạnh mới nhớ ra mình là trai chưa vợ. Bấy lâu nay vì thích giang hồ, cộng thêm lòng yêu nước, nên anh bí mật gia nhập nghĩa quân của ba ông Phan Tôn, Phan Liêm và Phan Ngữ để đánh Tây. Nhưng cũng vì thiếu tổ chức, quân lính ít ỏi và vũ khí thô sơ, nên cuối cùng họ bị giặc Tây đánh bại. Nghĩa quân lớp bị chết, bị bắt, lớp bôn đảo tứ tán khắp nơi để trốn tránh sự truy lùng của lính kinh Tây. Đó là lý do khiến cho Tư Mạnh trôi dạt về vùng lương quế hoang vu này. Anh tính tá túc ở nhà Nam Thiệt đôi ba tháng rồi sẽ đi xuống Ba Tri vì không muốn làm hại cho gia đình của Nam Thiệt. Lên Tây mà biết ai chứa chấp nghĩa quân là sẽ làm cỏ cả gia đình và làng xóm luôn. Quẩy gánh đi trước, Nhu hơi ngạc nhiên vì không nghe Tư Mạnh nói gì hết. Tò mò cô quay đầu lại thì thấy Tư Mạnh đang chắp tay sau lưng, đầu hơi cúi xuống và hai chân bước đều như đang đi dạo, chứ không phải là kẻ hộ tống mình đi về nhà. Anh Tư, mình ra tới lộ đá rồi anh Tư. Nhu lên tiếng nhắc chừng, Tư Mạnh mỉm cười. Ôi chao, sao mà nụ cười của anh Tư dễ ghét quá, Nhu nghĩ thầm. Cô Nhu để tôi đi trước, rủi cổng đón đường thì tôi... Nói tới đó, Tư Mạnh nín luôn như không muốn nhắc tới điều làm cho người ta sợ. Tuy Tư Mạnh không nói hết câu, song Nhu cũng hiểu. Điều đó khiến cho nàng sợ sợ, vội chậm bước và nếp vào lề nhường cho anh Tư đi trước. Rủi có bề gì thì ông ăn người đi trước, chứ không có sực người đi sau. Huống chi nàng thuộc hạng người thiếu trọng lượng và không có dư thừa mỡ, nên ông cọp chắc sẽ chê. Nghĩ như vậy, Nhu mạnh dạn theo Tư Mạnh bước qua cây cầu ván, bắt ngang con rạch nước chảy chậm. Trời xế xế chiều, không gian im ắng, thỉnh thoảng mới nghe tiếng chim cu gáy trên đọt cây me dọc theo con lộ đất. Tiếng ông Ba Mươi gầm trống nghe gần lắm, khiến cho Tư Mạnh ngó giáo giác. Còn Du thì sợ sệt đi sát vào anh Tư như tìm sự che chở. Đang đi, Tư Mạnh đột ngột dừng bước. Gì vậy anh Tư? Du thì thầm hỏi. Giọng trả lời của Tư Mạnh vang lên chậm và nghiêm. Ông ngồi kia kìa, cô Du đi sát vào tôi. Du cảm thấy hai đầu gối của mình run rẩy, nhìn theo ngón tay chỉ của Tư Mạnh, cô thấy ông Ba Mươi ngồi chần vần chính giữa con lộ đất, gần chỗ có cây me lớn. Hai mắt của ông sáng hơn sao, nhìn nàng như muốn thôi miên trước khi nhảy tới chụp. Cô Du, đứng núp sau gốc cây kia, để tôi đánh vào ông. Dứt lời, Tư Mạnh soạt chân, đứng tấn chữ đinh để bảo vệ cho người đẹp thì ít, mà bảo vệ cho mạng sống của mình nhiều hơn. Chân đạp tấn đinh, tay quyền một án ngay bụng, một kèm bên hông. Tư Mạnh nhìn chăm bẩm vào con cọp vằn đang ngồi chễm chệ trên mặt đất. Anh biết hôm nay lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên đã lỡ mang tiếng hộ tống người đẹp, mà gặp cọp lại chạy la làng thì ê mặt quá. Dù gì anh cũng mang danh con nhà võ. Với lại con cọp này coi tướng cũng hiền và nhỏ thó, nên anh hy vọng mình có thể hù cho nó chạy. Con cọp vằn gầm tiếng thị uy như cố ý làm cho địch thủ phải sợ hãi trước khi tấn công. Cái đuôi dài có chòm lông đập xuống đất làm bụi tung mờ mờ. Tư Mạnh biết ông Ba Mươi sẽ nhảy tới bằng cách lấy thịt đè người. Quả đúng như vậy, nguyên cả khối thịt nặng như bao gạo chỉ xanh phóng vút tới ngay chỗ địch thủ đang đứng. Dù có giỏi võ như Bê Khôi mà gặp cú này cũng phải né, huống hồ gì Tư Mạnh. Muốn tránh cho cú chụp lừng danh quân 30, anh ta phải tính cho đúng. Thật là nát thay với ổng liền. Ngay lúc thân hình con cọp chần vờn trước mặt, anh lật nửa người xuống thật thấp. Hai tay chọi xuống đất, lấy đà, cùng lúc hai chân dở lên, hạ xuống, nhanh như chày giã gạo. Anh cũng biết ông 30 sức mạnh như thần, do đó phải đánh trúng vào chỗ hiểm,
chỗ nghiệt thì ổng mới bị thấm đòn mà bỏ chạy. Bởi vậy, song cước của anh bung ra nhắm ngay cái đùm thòng lòng đang chần vần trước mặt mình. Đây là điểm yếu nhất của ông 30. Khi nhảy thì bốn chân đều bung ra vô cái đùm thòng lòng. Vì vậy mà các tay đánh cọp đều đánh vào yếu huyệt này. Bình, bình. Nấp sau gốc cây, Nhu nghe ông 30 rống tiếng vang trời, dậy đất khi bị đối thủ đá trúng cái đùm của mình. Tuy nhiên dù bị đau, song sức mạnh vô song và tính hung dữ nên ông chưa chịu bỏ cuộc. Gầm gừ mấy tiếng, ông từ từ lùi lại chỗ cũ để tìm cách khác. Biết cuộc đấu sẽ trở nên hung hiểm, mà mình thì tay không, khó lòng cự lại địch thủ, nên Tư Mạnh ngó giáo giác tìm cái gì làm khí giới. Con đường trống trơn, không có cây nào lớn để làm gậy cọc, chỉ trừ gốc cây nơi Nhu đang đứng. Sực nhớ ra cây đòn cánh của Nhu, Tư Mạnh mừng rỡ bước tới. Cô Nhu, cho tôi mượn cây đòn cánh một chút. Dù không biết Tư Mạnh mượn đòn cánh để làm gì, song Nhu cũng đưa. Có được cây đòn cánh làm bằng tre trong tay, Tư Mạnh vững bụng bước tới, đứng đối diện với ông cọp. Nguyên cả khối thịt khổng lồ với 10 vuốt nhọn bén, tựa gươm đao lao vào đối thủ. Tiếng hét trợ lực, Tư Mạnh tạc bộ bước dài sang bên trái, trong lúc hai tay phun đòn cánh, quất một cú cật lực vào chân quân 30. Mới vừa bị đá vào cái đùm đau thấu trời xanh, nay lại bị thêm đòn gánh, khỏ vào ống quyển, thiếu điều sụm bà chè. Ông 30 rống tiếng vang trời, rơi xuống đất nghe cái bịch. Chậm chạp đứng dậy, ông hầm hè dịch đối thủ. Xá xá ông cọp ba cái, Tư Mạch nói với giọng nửa giỡn, nửa thiệt. Bậy quá bậy, tôi không có muốn đụng tới ông đâu, tại ông dồn tôi vào thế kẹt quá mà. Ông nên kiếm chỗ nào khác mừng ăn đi. Người ta đồn, ông 30 có tính linh, thông hiểu những gì người ta nói. Con cọp vằn nhìn đối thủ giây lát, rồi đi cà nhác vào khu rừng rậm. Tư Mạnh thở phào, đưa tay vuốt mồ hôi trán tươm ra. Bây giờ anh mới biết sợ và biết mệt. Cũng may anh gặp ông 30 già cả ốm yếu, thêm đói nên hiền chút chút. Vì vậy ông mới chịu nghe lời của anh mà bỏ mồi. Bước tới chỗ gốc cây, trả lại cho Nhu cây đòn cánh. Tư Mạnh cười vui vẻ. Không chạy rồi cô Nhu, cảm ơn trời Phật. Thiệt hả anh Tư? Anh Tư của em giỏi quá à. Nhu nói bằng giọng âu yếm và thán phục. Nàng đã thấy tận mắt Tư Mạnh choảng nhau với cọp, và rốt cuộc ông 30 phải bỏ chạy. Tư Mạnh đúng là anh hùng thiệt, chứ không phải như bao nhiêu chàng trai khác, ngoài miệng nói bô bô khoe võ nghệ đầy mình, mà gặp con cọp thì co giò bỏ chạy trước. Tôi gặp hên thôi cô Nhu, nếu không có cây đòn cánh của cô Nhu thì chắc tôi còn phải bầm dập với ổng. Nhu mỉm cười không nói, mà trong lòng mến phục chàng thanh niên mới quen nhiều hơn nữa. Có tài mà lại khiêm nhường mới đáng quý chứ. Thôi mình đi cô Nhu, trời cũng chiều rồi, chần chữa đây á rồi ổng trở lại là mệt đa. Nghe câu nói đó, Nhu vội quẩy gánh tè tè đi trước, còn Tư Mạnh cũng bước theo sau. Chuyện Tư Mạnh đánh cọp do chính miệng Nhu kể cho ba má và anh chị em nghe, chẳng mấy chốc lan truyền khắp thôn xóm lân cận. Từ đó dân hai làng Lương Quế và Lương Hòa không gặp con cọp nữa. Dân làng rất đội ơn nghĩa cử anh hùng của Tư Mạnh. Vì không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà năm thiệt, nên ngoài chuyện hộ tống bông đem hàng ra chợ bán, anh cũng lặn lội vào các vùng hoang vu săn bắt thú dữ như heo rừng, chồn cáo, rắn trăng, đem lên huyện bán lấy tiền độ nhật và dành dụm để làm đám cưới với Nhu. Cuộc đời của anh tự cũng sẽ êm xuôi cho tới một hôm. Vừa thấy mặt Tư Mạnh, chú Ba Miệng nói liền: vô đây làm một chung đi, rồi tôi nói chú em nghe cái này lạ lắm. Không biết chuyện gì, song Tư Mạnh cũng nghe lời ngồi xuống cái bàn đặt trong cái trái bên hông nhà của Ba Miệng. Rót đầy chung đế đưa cho Tư Mạnh, xong Ba Miệng thấp giọng: hồi hôm qua có hai người hỏi chú. Đang nâng chung lên nghe tới đó, Tư Mạnh vội đặt chung rượu xuống, nhìn chăm bẩm chú Ba Miễn. Ai vậy chú? Họ có nói tên? Chú Ba Miễn lắc đầu nhẹ nhẹ. Tôi có hỏi mà họ không có chịu nói, chỉ cho biết là họ làm việc trên huyện phủ gì đó. Tư Mạnh làm thinh không muốn nói cho chú Ba Miễn biết, song anh lờ mờ đoán hai người lạ mặt đó là lính kính của Tây. Sau vụ đánh cọp thì tên tuổi của anh lan truyền khắp nơi,
mà vì vậy mới tới tài đám lính kính của thầy đang truy lùng ráo riết các nghĩa quân đã tham gia cuộc khởi nghĩa của ba anh em họ Phan. Bọn này tai thính mắt linh, người đông thế mạnh nên chuyện gì chúng cũng nghe biết được. Muốn an thân, anh phải rời khỏi Lương Quế, càng nhanh càng tốt. Tôi nghĩ mấy người đó là lính kính. Chú em có làm cái gì không mà họ tìm tới chú em? Ngẫm nghĩ giây lát, Tư Mạnh kể sơ cho chú Ba Miễn nghe lý do tại sao mình bị lính kính của Tây theo dõi. Nghe xong chú Ba gật gù. Ừ, phải vậy chứ. Hồi nắm tôi cũng có nghe vụ khởi nghĩa của ba anh em họ Phan. Ngặt nỗi tôi già, lại thêm vợ con đàn đúm nên nấn ná hoài. Tới chừng nghe đồn dù nghĩa quân tan rã, nên tôi thôi tính nguyện đi theo nghĩa quân. Chú em đi làm bổn phận của người con trai. Trong thời quốc phá gia vong á, thì tôi phục chú em lắm. Gần đây tôi nghe sắp nhỏ đồn Miệt Châu Bình công tán kế đang mộ quân trong tay, mà không biết có đúng không. Đầu chú em đi rảo xuống Miệt Ba Châu coi thử coi. Nghe tin đó, Tư Mạnh mừng rỡ, uống vài chung rượu chia tay với chú Ba Miễn. Xong anh theo đường tắt đi lên nhà của Du. Gặp mặt, anh kể cho người vợ chưa cưới của mình nghe mọi chuyện. Rưng rưng nước mắt, Du thốt: anh đi làm bổn phận của người dân, trong lúc nước mất nhà tan thì em đâu vì chuyện tình riêng của mình mà ngăn cản anh. Dù chưa có đám cưới nhưng em vẫn coi anh là chồng chính thức. Em sẽ đợi anh khi nào anh trở lại. Tư Mạnh mỉm cười sung sướng vì sự hy sinh của vợ chưa cưới. Cầm tay Nhu, anh thì thầm: anh sẽ trở lại. Một khi đất nước không còn bóng kẻ xâm lăng, anh sẽ cưới em làm vợ, và mình sẽ có những đứa con gái đẹp, hiền hậu và giỏi giang như em vậy. Nhu bật khóc giây lát, rồi gạt nước mắt vào trong nhà. Xong trở ra đưa cho Tư Mạnh cây đòn gánh. Cây đòn gánh này là quà của em tặng anh làm khí giới, để anh đòi lại 6 tỉnh Nam Kỳ đã bị giặc Tây chiếm đoạt. Mơn mê cây đòn gánh trong tay, Tư Mạnh cười thốt: thấy giật nhớ người, anh sẽ dùng cây đòn gánh để khỏ đầu lũ giặc xâm lăng. Anh xin em nhớ cho rằng, hễ người còn thì giật còn, người mất thì giật mới mất. Du gật đầu ứa lệ, nhìn theo bóng người chồng chưa cưới mất dần trong bóng tối. Thời gian sau, dân chúng khắp nơi trong vùng Bến Tre xôn xao bàn tán về cuộc khởi nghĩa của tán kế Lê Quang Lang ở Ba Châu, tức Châu Bình, Châu Hòa và Châu Thới. Mặc dù giặc Tây ra sức đàn áp, nhưng nghĩa quân cũng đã mở thêm nhiều cuộc tấn công như đánh vào làng Phú Ngãi, Tân Điền, Đồng Xuân, giết chết tên cai tổng và người em của hắn vốn là xã trưởng ở đây. Dân chúng hy vọng cuộc khởi nghĩa của tán kế sẽ lan rộng và sẽ có nhiều người hưởng ứng. Dù đón tình đó với buồn vui lẫn lộn, cô biết người chồng chưa cưới của mình đã có mặt trong hàng ngũ của nghĩa quân chống lại kẻ xâm lăng. Ngày đêm cô cầu trời khấn Phật cho Tư Mạnh được tai qua nạn khỏi. Ít lâu sau lại có tin đồn tán kế Lê Quang Lang đã bị bắt và bị chém đầu tại chợ Châu Thới. Nghĩa quân theo ông, người bị chết bị bắt đi tù, còn một số ít thì trốn tránh khắp nơi. Trời chiều lãng bảng, gà vịt bắt đầu vào chuồng. Đang lùa con gà trống còn ham chơi chạy lanh quanh trên sân, Nhu chợt ngó về phía con lộ dẫn vào nhà của mình, dường như có người đi. Khi người lạ tới gần, Nhu mới nhận ra đó là một thanh niên mặc bà ba đen và đi chân không. Tay anh ta xách cây đòn cánh. Thấy Nhu đang lùa gà, anh ta lễ độ lên tiếng: chị ơi, chị làm ơn cho tôi hỏi thăm chút xíu. Ngừng đuổi gà, Nhu vội đi tới gần chỗ người lạ mặt đang đứng. Dạ, anh muốn hỏi gì? Đây có phải là nhà của cô Sáu Nhu con Tám Mía? Dạ đúng rồi, tôi là Sáu Nhu đây, anh là ai? Thanh niên nhìn người trước mặt giây lát rồi mới thong thả cất giọng: tôi tên Tính, bạn với anh Tư Mạnh. Vậy chị đây là vợ chưa cưới của anh Tư hả? Cảm ơn trời Phật, tôi tưởng không bao giờ được gặp chị. Nghe người lạ nói là bạn của chồng chưa cưới của mình, Nhu mừng rỡ mời khách vào nhà. Có lẽ vì vui mừng nên nàng không chú ý tới cây đòn cánh mà Tính cầm theo tay. Ba má và anh chị em của Nhu được tin kéo tới gặp khách quý. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Tính mới thuật lại chuyện gặp Tư Mạnh khi tham gia cuộc khởi nghĩa của tán kế Lê Quang Quang. Từ lúc bắt đầu cho tới khi ông bị chém ở tại chợ Châu Thới, Nhu khóc ngất khi biết tin chồng chưa cưới của mình cũng bị hành hình cùng lượt với tán kế. Kể xong câu chuyện,
Tính mới lấy cây đòn gánh đưa cho Nhu rồi nói nhỏ: trước khi bị bắt, anh Tư có đưa cho tôi cây đòn gánh này. Và giờ tôi, nếu trốn thoát được thì ráng đưa cây đòn gánh về cho chị. Anh cũng nói rất buồn không được cùng chị nên duyên vợ chồng. Dù mân mê cây đòn gánh đã sờn mẻ với nhiều vết cắt và như có vết máu bầm dính vào, cô như thấy lại hình bóng của anh Tư đang cầm trên tay cây đòn gánh đánh nhau với giặc xâm lăng. Anh đã dùng cây đòn gánh của cô đi gánh vác Sơn Hà. Nhưng tiếc thay, đại sự không thành và anh đã không thể trở về. Cô ứa nước mắt tự hỏi: vật còn đây mà người ở đâu? Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Cây đòn gánh của tác giả Chu Sa Lan. Và thưa quý vị, vừa rồi thì trong truyện cũng có nhắc đến một sự kiện lịch sử có thật, đó là cuộc khởi nghĩa của cụ Tán Kế Lê Quang Quang. Và để hiểu rõ hơn về sự kiện này thì trên xin thông tin đến quý vị: cụ Lê Quang Quang, tự Kế, sinh tại làng Mỹ Chánh, lập gia đình và sống tại làng Mỹ Thạnh, huyện Bảo An, Vũ Hoàng An, tỉnh Vĩnh Long, nơi là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Sinh thời cụ làm võ quan triều Nguyễn, giữ chức tán lý quân phụ nên thường được nhân dân gọi là Tán Kế. Cụ Tán Kế Lê Quang Quang là một trong những người con Bến Tre đầu tiên tham gia phong trào chống Pháp. Sau khi triều đình Huế ký hòa ước năm 1862 nhường ba tỉnh miền Đông cho Pháp, cụ Tán Kế cùng với một số binh sĩ bỏ ngũ về quê tập hợp trai tráng rèn vũ khí, luyện tập võ nghệ, chuẩn bị lực lượng chống Pháp. Tháng 6 năm 1867, giặc Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây, trong đó có Bến Tre, lúc bấy giờ còn thuộc tỉnh Vĩnh Long. Cụ Tán Kế đứng ra mộ binh và phát động khởi nghĩa chống Pháp tại vùng đất Ba Châu, được nhân dân hưởng ứng khá đông. Nghĩa quân do ông lãnh đạo đã dựa vào địa thế hiểm trở, tiêu diệt nhiều tên giặc Pháp và bọn tay sai, gây cho giặc nhiều tổn thất. Nhưng do sự chênh lệch về vũ khí, quân số, lực lượng nghĩa quân sau nhiều trận đánh đã bị tiêu hao, thiệt hại nặng. Một tên phản bội đã báo cho lính Pháp nơi trú ẩn của ông, chúng đã bao vây bắt ông và đem hành quyết vào ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ, tức là ngày 22 tháng 2 năm 1869. Nhân dân đưa ông về an táng tại xã Mỹ Thạnh. Và trong tác phẩm vừa rồi thì tác giả cũng có nhắc đến những cuộc khởi nghĩa lần đầu tiên của nhân dân ta khi chống lại quân xâm lăng Pháp. Thưa quý vị, và buổi đọc truyện của Trinh hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.